Một phương thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất giúp bạn làm sạch phổi khỏi độc tố tích tụ, các virus, vi khuẩn có hại. Thay đổi thời tiết diễn ra thất thường cùng với việc phải làm việc trong môi trường độc hại, không khí ô nhiễm, hút thuốc hay mắc phải các căn bệnh mãn tính ảnh hưởng đến hô hấp như hen suyễn, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính hay xơ nang. Bạn có thể áp dụng bài thuốc này ngay cả khi bạn khỏe mạnh, hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người, từ người già, người trẻ, người hút thuốc lâu năm, trẻ em, và bạn sẽ thấy thích nó vì mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, vị cay ấm khiến bạn được thư thái hơn bao giờ hết. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối vì công thức này đang đón chờ bạn cùng thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng đi. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần cho công thức này đó chính là lá chanh. Nhà mình vừa trồng thêm cây chanh vàng như thế này. Bạn hãy sử dụng lá chanh vàng thì không đắng, mùi hương tinh dầu của nó khiến cho bạn thư thái rất nhiều. Nếu như không có lá chanh vàng thì các bạn có thể sử dụng lá chanh ta, chanh đào hay thậm chí cả lá quất đều được các bạn nhé. Công thức này mình sẽ cần từ 6 đến 8 lá chanh như thế này. Theo đông y thì lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng hòa đàm, trì khái, sát khuẩn và tiêu đàm. Dùng để chữa ho, do lạnh, cảm sốt, không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Bây giờ thì các bạn sẽ rửa sạch phần lá chanh này nhé. Sau đó thái thành những sợi nhỏ và bạn cũng có thể vò nát nó để lấy được phần tinh dầu nhiều nhất ở trong lá của chanh các bạn nhé. Lá chanh có chứa nhiều chất chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh mẽ, có chứa lianol, dầu limonin, flavonoid như là ponsirin, herpiridin, hoferin, nagarin, acid citric. Và trong lá chanh có chứa các khoáng chất tốt cho cơ thể của chúng ta như canxi, phosphor, sắt, và nó có chứa một lượng nhỏ vitamin A, vitamin B1 hay vitamin C. Lá chanh có dược tính an thần và chứa các thành phần chống co thắt và được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến mất ngủ hay là giảm tải căng thẳng, tim đập nhanh. Và trong lá chanh, bạn biết không, nó rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Nó giúp tăng cường khả năng phòng thủ của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể của bạn loại bỏ được các độc tố rất hiệu quả. Không những vậy, nó còn giúp bạn xả stress, căng thẳng, khiến cho cơ thể của bạn được tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và đây là toàn bộ phần lá chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ hai cho công thức này đó chính là gừng. Bạn hãy chuẩn bị một mẩu gừng ta như thế này, nó có màu vàng óng. Bạn sẽ cần 10g gừng tươi, nó tương đương với một miếng gừng như thế này. Bây giờ thì các bạn hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng nhé. Gừng được biết đến như một loại thảo dược rất quý giá, giúp chữa lành các bệnh rất mạnh mẽ, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm dịu chứng viêm. Hơn thế nữa, gừng còn điều trị thành công cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp, giúp phổi đào thải được các độc tố, tái tạo các tế bào khỏe mạnh ở trong phổi. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng một cái bào và bào nhỏ phần gừng này các bạn nhé. Bài thuốc này là một bài thuốc rất hữu ích giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên. Lá chanh và gừng đã được chứng minh là một cách giúp phòng ngừa rất tuyệt vời bệnh cảm cúm, cảm lạnh, cũng như tăng sức đề kháng cho cơ thể một cách rất tự nhiên. Nếu bạn uống thường xuyên vào bữa sáng khi bụng đói sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi mọi bệnh tật. Không những vậy, bạn sẽ ngủ dễ dàng hơn. Nó cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng cần thiết, tăng cường trao đổi chất và giúp hệ miễn dịch được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo bạn sẽ cần chuẩn bị thêm nước, 300ml nước cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần lá chanh và gừng đã được cắt nhỏ vào. Sau đó đặt lên bếp và đun lên nhé. Đầu tiên các bạn hãy bật bếp ở chế độ nhiệt lớn để cho nước mau sôi hơn.
Loại trà này có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Nó sẽ giúp cho bạn chống lại bệnh cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp, giảm đau họng và duy trì sức khỏe của răng miệng, khiến hơi thở của mình được thơm mát hơn. Bên cạnh đó thì thức uống này cũng giúp thải độc gan, phổi. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn có một hệ tiêu hóa rất khỏe mạnh. Khi nước bắt đầu sôi như thế này thì các bạn hãy giảm lửa nhỏ xuống và đun lửa liu riu trong khoảng thời gian là từ 10 đến 15 phút. Sau khi các bạn đã đun được 15 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và ủ trà thêm từ 10 đến 15 phút nữa nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm nước cốt chanh. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nước cốt của 1/3 quả chanh. Mình sử dụng quả chanh vàng này nó rất là lớn nên mình sử dụng 1/3. Còn nếu như bạn sử dụng chanh xanh bình thường thì các bạn sử dụng 1/2 quả nhé. Chanh có chứa một lượng lớn vitamin C, giúp cho cơ thể của bạn xây dựng hệ thống miễn dịch một cách mạnh mẽ, cung cấp các chất chống oxy hóa hỗ trợ sự sửa chữa và ngăn ngừa những tổn thương ở các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Nước cốt chanh có chứa acid citric giúp làm loãng đờm, nhờ đó làm giảm rát họng, ho đờm và giảm các vướng ở cổ họng. Chanh có chứa nhiều tinh dầu khác có tác dụng làm dịu và làm mát cổ họng. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm mật ong. Do mật ong hoạt động như một loại thuốc làm dịu các màng nhầy ở cổ họng, kích thích giảm các cơn ho. Ngoài ra thì mật ong cũng có chứa các chất chống oxy hóa và một số các đặc tính kháng khuẩn khác, cho nên nó có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình điều trị ho. Và mình sẽ cần chuẩn bị một thìa mật ong cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái ly và một cái rây lọc để lọc riêng phần bã của trà như thế này nhé. Đây là một thức uống rất tuyệt vời giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó cũng được chứng minh là một phương pháp phòng ngừa tuyệt vời các bệnh về cảm cúm, cảm lạnh. Nếu bạn uống thường xuyên vào mỗi buổi sáng thì nó sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi bệnh tật. Nó là một thần dược thực sự rất tốt cho sức khỏe và đã được chứng minh là có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch. Sau khi mà các bạn đã lọc xong như thế này rồi thì các bạn sẽ cho phần nước cốt chanh và mật ong vào và thưởng thức. Thức uống này uống ngon nhất khi nó còn ấm các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hiệu quả thức uống này các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng 2 ly, 1 ly 250ml vào buổi sáng và 1 ly 250ml vào buổi chiều, uống khi bụng đói. Nếu như các bạn ho nhiều thì một ngày các bạn có thể uống 3 ly như thế này. Sử dụng liên tục loại trà này trong 7 ngày, bạn sẽ thấy triệu chứng ho, khó thở và mệt biến mất. Hãy duy trì thức uống này từ 2 đến 3 buổi mỗi tuần để làm sạch phổi, khỏi khói thuốc, không khí ô nhiễm hay các độc tố. Từ đó giúp bạn có một hệ miễn dịch thật khỏe mạnh. Và đừng quên kết hợp với một chế độ ăn uống thật nhiều rau xanh, hoa quả, kết hợp vận động nhẹ nhàng để tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt là các bạn nên tập thở vào và thở ra thật chậm, ít nhất 10 phút mỗi ngày. Bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh lên rất nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.